trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư cơ. Rồi, mình chào các bác nhá, chào mừng các bác quay trở về với Cuốn Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một dòng crossover. Đây là một dòng crossover của DB Mart các bác nhá. DB Mart đấy, 4 in và 8 out. Dòng này thì thị trường Thái Lan đang rất là ưa chuộng các bác nhá. Và con này thì em đã tìm được phần mềm này. Đấy, em đã tìm phần mềm luôn. Em bao phần mềm cho anh em luôn. Phần mềm con này rất hay nhá và rất là chi tiết. Đấy, cái dòng này thì nói chung là đây này, in A, in B, in C, in D này. Đấy chưa? Đấy, con này thì em đã kết nối thành công rồi đây. Đấy, em đã kết nối thành công. Và ở đây là có 8 ao đây. 8 ao đây. Thì tùy chỉnh nhá. Ở ví dụ ao thứ nhất này thì em sẽ cho ra đường A, đường C, đường in, tức là in này, in A, in C và in D sẽ ra đường ao 1. Thế còn cái in B, in C, in D thì ra ao 2. Đấy, ao 3, ao 4, nói chung là tùy chỉnh của các bác. Nói chung cái dòng này thì đây là các bác này. Đấy, các bác để ý cho em này. Threshold này, compressor này đầy đủ hết nhá. Đấy, compressor đầy đủ hết trong này. Loi gate đây. Đấy, loi gate, nối gate đây. Đấy, đầy đủ thông số và tính năng nhé cho anh em sử dụng nhé. Một dàn âm thanh chuyên nghiệp không thể thiếu được, đó chính là cái chiếc crossover. Và hôm nay em có chiếc DB Mart 4.8 cộng này, tức là 4 in và 8 out. Con này thì thị trường anh em đang cung cấp, và cũng như là thậm chí là cái này thì nó là hàng bãi. Thị trường thậm chí thị trường thì sẽ không có đâu các bác. Thị trường ở bên Thái Lan thì sẽ có. Đấy, thế nhưng mà ở tận bên Thái Lan cơ. Thế còn ở Việt Nam thì những cái dòng 4 in 8 out của DB Mart này thì rất là hiếm này. Và nếu mua mới con này thì em check trên web đâu đó rơi vào khoảng tầm 23 đến 25 triệu. Con này 23 đến 25 triệu con này, không có rẻ đâu các bác nhá. Và con này là con hàng bãi. Hàng còn rất đẹp luôn, đây em quay cho bác chi tiết này. Đây từ bên này nhá. Đấy, bác để ý cho em này, từ bên này này. Được chưa? Đấy, phím chỉnh, con này chỉnh tay full chức năng, có phần mềm luôn. Đấy, nguồn đây, trong này nguồn, trong hộp trong nguồn, hộp nguồn này. Bốn đường in và 8 đường out. Ở đây em cho out in 1, in 2 này nè. In A, B này thì là vào nhạc này. In C thì em lấy đường mic. Đấy, đường 1, đường 2 là đòn loa full này, đường 3 loa sub này. Được chưa? Đấy, anh em có thể là tùy chỉnh, tùy biến được. Và con này thì xử lý một con chip DSP các bác nhá, xử lý một con DSP to đây. Được chưa? Đấy, nói chung là dòng này thì các bác chơi thì anh em làm sự kiện thì em chỉ cần giới thiệu qua thôi là các bác đã biết rồi. Chứ cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều. Đây các bác nhìn cho em này, keo những con ốc mà còn nguyên bản hết nhá. Hàng còn rất là đẹp luôn. Đấy, 4 in 8 out. Hàng rất đẹp luôn. Và em cũng thông báo các bác là vì thị trường thì hiện nay thực sự là cái thị trường cái dòng này thì nếu như mua mới thì rất là đắt tiền. Và em bán cho các bác con này hiện nay, con này thì em cung cấp cho các bác, em bán ra cho các bác nhé, giá chưa bằng một nửa giá mới luôn. Và cụ thể thì các bác có là yêu thích có thể liên hệ trực tiếp bên em. Anh em gọi là đừng tiếc gì 1-2 nghìn tiền điện thoại. Thậm chí là các bác chỉ cần nhắn tin cho em, anh muốn mua con cốt DB Mart, em sẽ chủ động em gọi lại cho các bác luôn. Bởi vì là đã người mà muốn mua cái cốt này thì là hầu như là toàn anh em sự kiện và toàn là anh em biết nghề rồi, đúng không ạ? Anh em biết nghề và thậm chí là các bác gọi là dân sự kiện mà các bác gọi là đã đầu tư ra chơi được những cái con này thì các bác đừng tiếc gì 1-2 nghìn tiền điện thoại cho em nhé. Em bán cho các bác giá cực kỳ hợp lý thôi, bởi vì em đã trải nghiệm xong và em đã tìm được ra phần mềm của nó. Thực sự là không có phần mềm thì em không dám lên video. Thế nhưng mà em đã tìm được phần mềm rồi, em bao phần mềm cho anh em luôn. Đây này, đây phần mềm này đã đang chạy luôn này. Đấy, và tất cả cái hệ thống này em đã căn chỉnh, nói chung là em căn chỉnh thông số qua thôi. Để làm sao gọi là về full với súp là các bác là đi làm sự kiện thì có thể là dính ngay. Đấy, thế còn lại thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Thì anh em liên hệ trực tiếp bên em nhé. Số điện thoại 0982838695. Đây, em sẽ thử test chất nhạc cho anh em nghe này. Nhạc con này quá sạch luôn. Thực sự luôn là con này thì chơi thì không có gì phải suy nghĩ đâu. Đấy, giá thành thì cực kỳ hợp lý. Đấy, nói đến để mà con này thì so sánh với con Silica hay là cái dòng gọi là phổ thông như những cái dòng DBX em thật với các bác, DBX không có cửa luôn nhá. Em đã so sánh rồi, em đã thử rồi. Đây cho bác nghe thử chất nhạc này. Sao không yêu em như tình nhân, sao không nói dối chỉ một lần, sao không coi em như người đừng mang ánh mắt đầy ngập. Thực sự là tiếng nó rất là sạch nhá, tiếng rất sạch sẽ và chi tiết luôn, đều hết luôn. Tất cả là em hầu như là tất cả các đường ao là hầu như em chưa căn chỉnh gì cả.
mà em chỉ cắt làm sao để cho nó phù hợp, phun súp làm sao để các bác về là có thể là nó dính thôi. Đây ví dụ như là ao đây, ao em cho đường phun này, thì còn ba là đường thứ ba là em cho đường súp này. Đấy, thì các anh em hoàn toàn về trải nghiệm được luôn. Rồi mọi chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp bên em nhé, số điện thoại 0982838695. Xin chào và hẹn các bác nhé. Em sẽ cho các bác trải nghiệm tiếng âm thanh của con này. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi. Rồi đã rêu phong, rồi đã chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên.